Chào mừng quý vị các bạn đã đến với kênh Tao Tin Việt. Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của các bạn bằng cách comment bên dưới. Đừng quên nhấn đăng ký kênh và biểu tượng chuông bên cạnh để nhận thông tin mới nhất. Và sau đây thông tin chính có trong bản tin ngày hôm nay. Man City nhắm trung vệ của Leicester để thay Laporte. Đội chủ sân Etihad đang nhắm đến Kala Sonyoku của Leicester City để giải quyết khủng hoảng ở vị trí trung vệ. Theo Manchester Evening News, Man City đang rất quan tâm đến Kala Sonyoku, trung vệ thuộc biên chế Leicester. Đội bóng thành Manchester đã liên lạc với đại diện của cầu thủ người Thổ Nhĩ Kỳ, cố gắng ký hợp đồng ngay ở kỳ chuyển nhượng mùa đông. Sonyoku khiến người hâm mộ xứ Foxy không còn nhớ đến sự vắng mặt của Harry Maguire. Anh được WHO score chấm điểm 7,08 sau 6 trận tại Premier League. Anh có tỷ lệ truyền chính xác 85,4%, thực hiện 4,2 pha không chiến thành công mỗi trận. Ngoài ra, Sonyoku còn có một đường kiến tạo. Sự thể hiện của Sonyoku góp phần giúp Leicester bay cao trên bảng xếp hạng. Đội chủ sân King Power đang đứng thứ 2 Premier League với 13 điểm. Trung vệ tốt nhất mà Pep Guardiola sở hữu là Nicolas Otamendi, nhưng anh này đã mắc nhiều sai lầm thời gian gần đây. Cả Emerick Laporte và John Stones đều dính chấn thương. Trước đó, Man City đã chia tay đội trưởng huyền thoại Vincent Kompany. Chiến lược gia người Tây Ban Nha đã chữa cháy bằng cách kéo tiền vệ phòng ngự Fernandinho xuống đá trung vệ. Bên cạnh đó, hai cầu thủ trẻ Eric Garcia và Taylor Howard-Bellis cũng là những phương án mới. Bộ đôi này đã thể hiện tốt trong trận đấu với Preston tại Carabao Cup. Tuy nhiên, để khung thành của thủ môn Ederson được đảm bảo sự an toàn ở Premier League và Champions League, Man City cần nhiều hơn thế. Động thái liên hệ Sonyoku là cần thiết. Gary Neville, cựu hậu vệ Manchester từng cho rằng Man City sẽ mất điểm sau khi Laporte dính chấn thương. Thực tế diễn ra đúng như vậy. Đoàn quân của viên Pep Guardiola đã thất bại 2-3 trước Norwich ở vòng 5 Premier League. Hiện Man City đang đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng với 13 điểm. Vào lúc 23:30 ngày 28 tháng 9, The Citizen sẽ phải làm khách trên sân Goodison Park của Everton. Huấn luyện viên Unai Emery công bố đội trưởng mới của Arsenal. Arsenal đã chính thức có đội trưởng mới thay thế Laurent Koscielny, người mới trở về Pháp thi đấu cho Bordeaux. Ngày 27 tháng 9, sau khi tham khảo ý kiến của tất cả các cầu thủ trong đội bằng cuộc bỏ phiếu kín, huấn luyện viên Unai Emery đã công bố Granit Xhaka là người kế thừa tấm băng thủ quân mà Koscielny để lại. Cầu thủ người Thụy Sĩ ra sân với vai trò đội trưởng trong 6/8 trận của Arsenal từ đầu mùa trên mặt đấu trường. Các vị trí đội phó vẫn đang được huấn luyện viên Emery cân nhắc. Alexander Lacazette và Aubameyang đang là hai ứng cử viên hàng đầu. Granit Xhaka gia nhập Arsenal từ Borussia Mönchengladbach hồi tháng 5 2016. Số tiền pháo thủ bỏ ra để có được chữ ký của tiền vệ này là 34 triệu bảng. Tại Premier League, Xhaka đã có 167 lần ra sân cho Arsenal. Anh ghi được 13 bàn và có 17 kiến tạo. Cầu thủ này nổi tiếng với những cú sút xa có quỹ đạo bóng khó chịu. Sau 6 vòng, đội chủ sân Emirates đang có 11 điểm và đứng thứ 4 trên bảng xếp hạng Premier League. Ở mặt trận Europa League, thầy trò huấn luyện viên Unai Emery đã có trọn vẹn 3 điểm trên sân của Eintracht Frankfurt. 2 giờ ngày 1 tháng 10, Arsenal sẽ có trận đấu khách trên sân của Old Trafford của Man United ở vòng 7 Premier League. Lần gần nhất hai đội gặp nhau, pháo thủ đã giành chiến thắng 2-0. Đội trưởng Xhaka đã tỏa sáng với một cú sút xa thành bàn. Người lập công còn lại là Aubameyang. Sau Rashford, Solskjaer báo thêm tin xấu về Pogba. Huấn luyện viên Solskjaer cho hay Pogba đã phải chạy đua với thời gian để kịp bùng phục cho trận đấu với Arsenal vào ngày 1 tháng 10 tới. Pogba vừa trở lại sau chấn thương ở trận MU thắng Rochdale ở vòng 3 League Cup, vòng 1/16 Cúp Liên đoàn ở ngày 26 tháng 9. Tuy nhiên, sau trận thắng đội bóng hạng ba này, tuyển thủ Pháp bị đau mắt cá chân và phải chạy đua với thời gian để kịp bình phục cho cuộc tiếp đón Arsenal vào ngày 1 tháng 10 ở Old Trafford thuộc vòng 7 Premier League. Sau trận đấu, Pogba bị đau mắt cá. Mắt cá của cậu ấy sưng khá to, Pogba sẽ phải chạy đua với thời gian để ra sân ở trận đấu thứ 2 tới gặp Arsenal. Nghi ngờ ư, đúng là như vậy đấy. Huấn luyện viên Solskjaer thông báo về tình trạng của Pogba trong cuộc họp báo vừa diễn ra. Trước Pogba, Solskjaer xác nhận không có sự phục vụ của Rashford ở trận đấu với Arsenal. Tuyển thủ Anh dính chấn thương háng ở trận MU thuộc West Ham với tỷ số 0-2. Vì không có tiền đạo cắm tốt nhất nên Solskjaer đang tính mạo hiểm sử dụng Martial. Theo tờ Evening Standard, Martial chưa hồi phục 100% chấn thương nhưng có thể sẽ ra sân trong trận đấu với Arsenal. MU tăng tia chân sút số 1 đi ngang. Để bổ sung cho hàng công vừa thiếu vừa yếu, Man United đã lên kế hoạch chiêu mộ tiền đạo đang dẫn đầu bảng danh sách ghi bàn ở Ligue 1 thời điểm hiện tại, Moussa Dembélé. Ở kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua, Man United đã chia tay cả Romelu Lukaku lẫn Alexis Sanchez nhưng không đưa về bất cứ sự thay thế nào. Hàng công quỷ đỏ hiện tại vừa thiếu vừa yếu khi chỉ còn cầu thủ trẻ Mason Greenwood đủ khả năng ra sân do Marcus Rashford lẫn Anthony Martial dính chấn thương. Kể cả hai ngôi sao này có trở lại, nhân sự mà huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer có cho vị trí tiền đạo vẫn được đánh giá là không đủ. Đó là lý do Moussa Dembélé được đưa vào tầm ngắm của đội chủ sở Old Trafford.
Với 6 bàn thắng sau 6 lần ra sân ở ngang, Dembele đang cùng với Victor Osimhen của Lille chia sẻ vị trí dẫn đầu trong danh sách đội bom của giải đấu số 1 nước Pháp mùa này. Theo Daily Mail, Man United đã cử đội ngũ trinh sát theo dõi 3 trận đấu gần nhất của chân sút 23 tuổi cho Lyon gặp Zenit Saint Petersburg tại Champions League và PSG cùng với Brest tại Ligue 1. Anh có 2 bàn thắng, đều ở trận hòa Brest 2 đều sau 3 trận này. Thực tế, Man United đã theo dõi Dembele từ khi tiền đạo này còn đá cho đội trẻ của PSG. Quá trình phát triển của chân sút người Pháp cho máu Fulham, Celtic, rồi bây giờ là Lyon luôn được đội chủ sở Old Trafford để ý sát sao. Ở kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua, Man United cũng đã liên hệ với Dembele nhưng không tỏ ra quá quyết tâm bởi đã dồn tiền cho việc tăng cường hàng phòng ngự. Nhiều khả năng, Solskjaer cùng các cộng sự sẽ trở lại khi chợ đông mở cửa vào tháng 1 2020 bởi nhiệm vụ bổ sung tiền đạo đang trở nên gấp rút hơn bao giờ hết. Lyon từng bỏ ra khoảng 20 triệu bảng để đưa Dembele về từ Celtic vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng hè 2018. Với những gì tiền đạo 23 tuổi đã thể hiện suốt hơn một năm qua, họ có thể thu về ít nhất gấp 3 con số này, đặc biệt khi đối tác là Man United. Neymar trở về Barcelona để đòi phí trung thành. Hôm thứ Năm vừa qua, Neymar đã có mặt tại Barcelona để tham dự phiên tòa về vụ kiện đòi tiền thưởng từ đội bóng cũ. Hôm thứ Năm vừa qua, ngày 26 tháng 9, Neymar cùng cha của mình đã đáp chuyến bay trở lại thành phố Barcelona, Tây Ban Nha. Tiền đạo người Brazil đã nhanh chóng lên đường ngay sau khi đá xong vòng 7 Ligue 1 mùa này. Trận đấu mà PSG để thua với tỷ số 0-2 trước Rams. Rất nhiều người, đặc biệt là các fan của Blaugrana, tỏ ra thắc mắc lý do vì sao Neymar lại quay về Barcelona một cách vội vã như vậy. Tuy nhiên, tiết lộ của Tomasca có lẽ đã khiến họ phải bất ngờ. Tiền đạo của PSG trở về đây là để tham dự phiên tòa với chính Barca khi anh kiện đội bóng cũ không thanh toán đầy đủ số tiền thưởng từ năm 2017. Cụ thể, ở thời điểm Neymar chuyển đến đầu quân cho PSG vào mùa hè 2017, anh đã đâm đơn kiện Barca vì cho rằng đội bóng này không trả đầy đủ phí trung thành theo giao kèo trong hợp đồng. Tiền đạo này cho rằng đội chủ sân Camp Nou phải thanh toán đầy đủ 26 triệu euro, trong khi anh mới chỉ nhận được 14,1 triệu euro. Về phía Barca, họ nhất định không chịu trả 11,9 triệu euro còn lại cho Neymar, do Neymar chưa hoàn thành cam kết trong hợp đồng, đó là ở lại câu lạc bộ cho đến hè năm 2022. Không như vậy, nhà đương kim vô địch La Liga còn kiện ngược lại tiền đạo người Brazil và đòi anh trả lại số tiền thưởng 14,1 triệu euro đã nhận được kia. Được biết, cả hai bên sẽ có mặt ở tòa án tư pháp thành phố Barcelona vào lúc 9 giờ 45 phút giờ địa phương ngày hôm nay để giải quyết vụ việc này. Trong suốt mùa hè vừa qua, Neymar đã liên tục được báo giới đồn đoán sẽ rời PSG để quay lại khoác áo Barcelona. Sau khi mùa giải 2018-2019 kết thúc, tiền đạo người Brazil đã công khai bày tỏ ý định được tái hợp với đội bóng cũ. Tuy nhiên, thương vụ này cuối cùng đã không diễn ra. Hiện tại, anh đã tập trung thi đấu cho đội bóng thủ đô nước Pháp và ghi được 2 bàn thắng trong 2 trận gặp Lyon và Strasbourg. Solskjaer vẫn chỉ là tạm thời, theo quan điểm của James Carragher. Ole Gunnar Solskjaer sẽ không phải là lựa chọn lâu dài của Manchester United. Theo tôi, Solskjaer vẫn chỉ giống như một huấn luyện viên tạm thời. Anh ấy sẽ không bao giờ dẫn dắt được United đến chức vô địch Premier League hoặc giành Champions League, bởi ngay cả khi đạt được mục tiêu khôi phục sự ổn định, tôi tin rằng anh ấy sẽ được thay thế bởi một huấn luyện viên ưu tú, cựu hậu vệ của Liverpool nói. Cả Atletico Madrid và Barca đều kháng án sau phán quyết của Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha về vụ Antoine Griezmann. Câu lạc bộ Atletico Madrid quyết định kháng án và quyết theo đuổi đòi hỏi của mình. Barcelona phải trả thêm 80 triệu euro, trong khi đó dù chỉ bị phạt 300 euro, nhưng đội bóng xứ Catalonia vẫn kháng án vì cho rằng họ không làm gì sai. Morata lỡ derby, Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha quyết định giữ nguyên chiếc thẻ đỏ của Alvaro Morata ở trận đầu với Mallorca, do đó tiền đạo người Tây Ban Nha sẽ bị treo giò ở trận derby Madrid. Chọn Saka là sai lầm, cựu hậu vệ Martin Keown cho rằng. Huấn luyện viên Unai Emery đã sai lầm khi chọn Granit Xhaka làm đội trưởng của Arsenal, thay vào đó Aubameyang mới là người xứng đáng với vai trò đó. Rodrigo bị loại. Bất chấp việc ghi bàn thắng quyết định giúp Real Madrid thắng Osasuna 2-0, Rodrigo vẫn không được huấn luyện Zinedine Zidane đăng ký vào danh sách đội hình Real Madrid dự trận derby với Atletico Madrid, Marcelo và Fulham Mendy chưa bình phục chấn thương. Sissoko gắn bó lâu dài với Tottenham, Musa Sissoko chính thức ký hợp đồng mới đến năm 2023. Tiền vệ 30 tuổi cho biết, sau 4 năm ở London, anh cảm thấy vai trò của anh như một thủ lĩnh trong đội hình của huấn luyện Pochettino và tự hào khi được câu lạc bộ tin tưởng. Gianpaolo vẫn an toàn. Hãng thông tấn ANSA trích nguồn tin từ câu lạc bộ AC Milan cho biết, huấn luyện viên Marco Gianpaolo có sự ủng hộ tuyệt đối từ ban lãnh đạo đội bóng, nên trận gặp Fiorentina ngày chủ nhật không phải là thời điểm quyết định tương lai của ông.
Cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của các bạn ở comment bên dưới. Và đừng quên nhấn subscribe để nhận thông tin mới nhất. Và giờ xin